Em sợ mọi người hỏi con mình sao mẹ mình lại như thế, lại nhìn xấu xí như thế. Thế là em cũng rất là buồn. Vì bây giờ con là con chung đúng không? Thế nhưng mà vết chạm thì lại có một mình mình mang. Không thể nào mà lúc nào bố nó cũng đi thay mẹ nó gửi như thế được. Vì sẽ có những cái chuyên chức của phụ nữ mà chị phụ nữ làm. Vâng, đương nhiên là sẽ thiếu tự tin hơn rồi. Khi đấy cũng chính là một trong những cái động lực để cho mình quyết tâm đi xả chạm lên được không? Đúng rồi. Theo mong muốn điều gì khi mà hai vợ chồng đã đi từ rất xa đúng không? Để đến Ohio chữa chạm. Em hy vọng là mình sẽ sớm chữa khỏi và mong được đạt được một cái kết quả tốt nhất trên khuôn mặt của em. Em mong các bác sĩ ở đây có thể chữa hẳn cái vết chàm của vợ em và vợ em sẽ xinh đẹp hơn vì em xứng đáng. Trên 51.000 ca chàm bớt đã được xóa sạch thành công tại Ohio. Còn bây giờ, đến lượt bạn.